Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Sự phát triển linh hồn là sự tiến hóa về tinh thần của một người trên hành trình từ sợ hãi đến yêu thương. Đó là hành trình đi lên của linh hồn để giác ngộ. Và đó là lý do tất cả chúng ta ở đây. Khi bạn ngày càng tỏa ra nhiều hơn trong tình yêu, sự chấp nhận và hòa bình, bạn sẽ biết rằng tâm hồn mình đang lớn lên. Những khoảnh khắc trưởng thành trong tâm hồn có thể xảy ra trong suốt cuộc đời của một người. Nếu bạn đang nhận thấy rằng bạn có một số dấu hiệu của sự chuyển đổi tâm linh sau đây, Quốc Anh khuyên bạn nên tập trung vào nơi mọi thứ đang diễn ra để mở rộng và hạnh phúc hơn. Một số nguyên nhân của sự tăng trưởng linh hồn là kinh nghiệm thay đổi cuộc sống. Những trải nghiệm này tạo ra cảm giác trước và sau, và những chuyển động lớn hoặc những thay đổi trong mối quan hệ. Mục tiêu của việc phát triển tâm hồn của bạn là hướng đến một nơi trong chính bạn của tình yêu, hòa bình, sự chấp nhận, lòng trắc ẩn, và tránh xa nơi lo lắng, sợ hãi và những rắc rối. Đó là chuyển đến một nơi có nội tâm trong sáng và bình tĩnh, trung thực, để đến một cuộc sống kỳ diệu hơn. Thức tỉnh tâm linh là những gì xảy ra trong giai đoạn nhận thức được nâng cao, ngay sau giai đoạn tăng trưởng linh hồn. Cuộc hành trình hướng tới một nơi trong sáng và chân thật trong tâm hồn thường được đánh dấu bằng những bước đệm và sự thay đổi trong trạng thái tổng thể của bản thể bên trong và môi trường bên ngoài của bạn. Sau đó, sự chuyển đổi sang sự trong sáng và bình yên bên trong mang lại sự thể hiện khả năng giao tiếp tâm linh dễ dàng hơn. Nếu bạn đã và đang phát triển, mở mang và làm việc với bản thân và hành trình tâm linh của mình, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để biết rằng liệu linh hồn của bạn có đang phát triển hay không. Có những dấu hiệu cho thấy rằng tâm hồn bạn đang mở rộng và phát triển lên cấp độ tiếp theo, nghĩa là chỉ có những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn. Sau đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng linh hồn của bạn đang tiến hóa đến chiều không gian cao hơn. Bạn thức dậy sớm hơn bình thường vào buổi sáng. Các hoạt động dường như diễn ra nhanh hơn nhiều so với bình thường đối với bạn. Bạn có cảm giác rằng thời gian đang thay đổi. Cơ thể bạn cảm thấy như đang rung động và bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mức trung bình. Bạn đang trải qua những thay đổi trong hệ thống xoang, mũi, họng, khi khả năng bảo vệ của bạn, một khả năng trực giác nằm trong đuôn xa cổ họng mở ra. Bạn đã thấy những tia sáng xung quanh mình. Đây là dấu hiệu khả năng thấu thị đang mở ra. Bạn đã thấy những tia sáng xung quanh mình. Đây là dấu hiệu khả năng thấu thị đang mở ra. Bạn đang có những giấc mơ sống động hoặc mang tính biểu tượng hơn bình thường. Bạn thấy những con số lặp lại ở khắp mọi nơi, trên biển số xe, trên đồng hồ, trên điện thoại, như là con số 1111, 2222, 1212. Bạn đang cảm thấy ù tai tạm thời, dấu hiệu năng lượng đang chuyển dịch xung quanh bạn. Những thay đổi trong chế độ ăn uống của bạn, chẳng hạn như ăn nhiều trái cây và rau hơn, báo hiệu rằng cơ thể và tinh thần của bạn lúc này có thể yêu cầu các loại thực phẩm có độ rung cao hơn. Gần đây, cảm giác như bạn đang kết nối nhiều hơn với các tinh linh tốt bụng. Bạn nhận thấy bản thân mình cảm thấy bình tĩnh hơn hoặc yên bình hơn với những hoàn cảnh mà trước đây có thể khiến bạn khó chịu hơn. Cảm giác rõ ràng hơn, đặc biệt là ở vùng trán hoặc vùng mắt thứ ba, một dấu hiệu cho thấy rằng khả năng của bạn đang mở rộng ra bên ngoài, đó là khả năng trực giác của bạn. Bạn bắt đầu nhận thấy nhiều cảm giác khó chịu hơn khi xung quanh có những người nói chuyện tiêu cực, một dấu hiệu cho thấy rằng kỹ năng thấu cảm của bạn đang tăng lên. Khó khăn trong mối quan hệ hiện tại của bạn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, một dấu hiệu cho thấy rằng năng lượng của bạn đang tách rời khỏi những người xung quanh. Bạn có những tầm nhìn và ước mơ, báo hiệu bước ra khỏi cơ thể hoặc bước ra khỏi cuộc sống cũ. Bạn nhận thấy sự đồng bộ hơn đối với các mối quan hệ xã hội của bạn và những gì xuất hiện trong bầu không khí xã hội của bạn. Gần đây, bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều về mặt cảm xúc
khi bạn giải phóng và trút bỏ những năng lượng cũ. Một dấu hiệu của những suy nghĩ và cảm xúc mà bạn đã giữ trước đây, ngăn cản bạn tiến lên, đang được giải phóng. Cảm giác như ý thức của bạn đang ở trong trạng thái thay đổi đột ngột. Các mối quan hệ phức tạp bắt đầu kết thúc không đau đớn, và các mối quan hệ được cải thiện bắt đầu xuất hiện. Những thách thức giờ đây được xử lý bằng thái độ khôn ngoan hơn và sâu sắc hơn, ngay cả khi người khác không tin tưởng. Một mối quan hệ mới với chính bạn bắt đầu xuất hiện. Vì bản chất, bạn có những cảm nhận tốt hơn về bản thân mình. Bạn dành nhiều thời gian, năng lượng và nỗ lực hơn để tập trung và phục vụ cho bản thân. Những kiểu suy nghĩ và hành vi khó khăn bắt đầu được giải phóng, và cảm giác yêu thương, dịu dàng và lòng trắc ẩn bắt đầu xuất hiện. Khả năng mới trước đây không có sẵn trở nên khả dụng. Bạn có thể cảm nhận mọi thứ hiệu quả hơn. Bạn có kinh nghiệm nhận thức trước. Bạn có nhiều nhận thức hơn về thế giới linh hồn, và những ký ức cũ bị lãng quên bắt đầu hiện ra. Trí nhớ ngắn hạn của bạn bắt đầu mất đi khi bạn bắt đầu sống đầy đủ hơn trong hiện tại. Vì bản chất, bạn không thể nhớ những gì đã xảy ra vào sáng nay hoặc 2 ngày trước, quên tên hoặc những điều bạn muốn nói. Phép màu bắt đầu xảy ra, phép màu cứu bạn. Mọi thứ bắt đầu xảy ra vào đúng thời điểm. Các biểu hiện bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn. Bạn mong ước một điều gì đó, và chẳng bao lâu nữa, bằng chứng về việc biểu hiện nó sẽ xuất hiện nhanh hơn. Khả năng di chuyển của bạn khi cơ thể tâm linh của bạn bắt đầu hoạt động và phối hợp bên trong bạn một cách tự do hơn. Bắt đầu nghe thấy nhiều loại âm thanh hơn trước. Các âm thanh rung động cao hơn và thấp hơn hiện đã được nghe thấy trong lĩnh vực của bạn. Bạn nhận thấy những màu sắc sống động và rực rỡ hơn bây giờ, chẳng hạn như hoa, lá và bầu trời. Một dấu hiệu khác cho thấy rằng khả năng thấu thị của bạn đang mở rộng. Bạn cảm thấy như thể bạn có thể giao tiếp, cảm nhận và tiếp thu những thứ mà trước đây bạn không thể làm được. Những mối liên hệ chặt chẽ mới với động vật, con người, thực vật và tinh thể bắt đầu xuất hiện. Gần đây, bạn có nhận thấy bất kỳ những dấu hiệu nào của sự phát triển tâm linh hay không? Nếu gần đây bạn nhận thấy những dấu hiệu của kênh vừa chia sẻ với mình, điều này có nghĩa là sự phát triển linh hồn đang tích cực diễn ra, và bạn đang ở giữa giai đoạn chuyển đổi linh hồn hoặc vừa trải qua giai đoạn tăng cấp linh hồn. Khi điều này xảy ra, rất có thể cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu cảm thấy được hướng dẫn về mặt tinh thần hơn. Và có rất nhiều lợi ích khi sống một cuộc sống được hướng dẫn về mặt tinh thần. Hãy cho bản thân thời gian để quá trình chữa lành diễn ra và trạng thái mới của bạn ổn định. Sau một thời gian tăng trưởng linh hồn thức tỉnh và những sở thích mới thường xuất hiện. Có nghĩa là đừng ngạc nhiên nếu một giai đoạn tăng trưởng linh hồn có những thay đổi. Những thay đổi lớn về linh hồn có xu hướng xảy ra từ 2 đến 3 năm một lần, hoặc thường xuyên hơn, thường là sau một sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Vì vậy, mọi thứ cuối cùng ổn định trước khi cấp độ tiếp theo của ý thức tâm linh xuất hiện. Linh hồn của bạn bây giờ đang phát triển, mở rộng và vươn tới chiều hướng của tình yêu thương, sự chữa lành và sự dồi dào. Bây giờ, nó chỉ sẽ trở nên kỳ diệu hơn từ đây trở đi. Cuối cùng, khi tâm hồn của bạn lớn lên, một trong những lợi ích là linh hồn của bạn bắt đầu nói với bạn rõ ràng hơn những gì nó muốn nói. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.